Tích phá cách vào trang tìm kiếm. Chúng ta sẽ bấm vào nút đăng ký, sau đấy bấm vào cái chuông. Ok, cho nó sáng lên. Ok. Đó. Thì các bạn làm như vậy là đã ủng hộ kênh video của mình. Và tiện đây thì, trên video của mình hiện nay đang có rất nhiều video chơi game Liên Quân Mobile. Thì bạn nào mà có yêu thích cái môn thể thao điện tử này, chúng ta có thể kết bạn và chơi một cách vui vẻ. Kênh Thích Phá Cách xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tiếp theo series hướng dẫn lập trình Scratch, thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài học tạo thiệp sinh nhật. Xin lỗi các bạn vì giọng của mình không được hay lắm, bởi vì hiện tại mình đang bị cảm cúm. Các bạn thông cảm để không phải mất thời gian của bạn chờ đợi lâu. Thì bây giờ thầy sẽ vào nội dung bài học hôm nay. Trong những video tiếp theo thì chúng ta sẽ học về cách tạo một thiệp sinh nhật đầy màu sắc và sinh động. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thiết kế nhân vật này, di chuyển nhân vật, thay đổi màu sắc, thêm âm thanh cho sinh động. Qua đó bước đầu hiểu được một số kiến thức lập trình cơ bản như là thực hiện khối lệnh tuần tự này, rồi thông báo này, sự kiện, cấu trúc vòng lặp, vân vân. Và sau khi kết thúc cái bài học này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ tự tạo cho mình một cái thiệp sinh nhật hoặc là một tấm thiệp gì đó với các nhân vật hiệu ứng âm thanh mà các bạn thích. Đầu tiên chúng ta sẽ mở chương trình Scratch. Ok. Đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn tổng quan về chương trình này. Thì chương trình của thầy sẽ tạo ra một cái thiệp sinh nhật có chữ Happy Birthday này, rồi có trong chóng quay này, rồi có các hình trang trí xung quanh này. Đó. Thì đầu tiên chúng ta phải xác định được đối tượng của chúng ta, nhân vật ở đây là gì. Thì nhân vật ở đây thầy sẽ xóa con mèo này đi, bởi vì nhân vật chính chúng ta không phải là con mèo. Đầu tiên, nhân vật trong thiệp chúng ta sẽ có nhân vật sau đây. Nhân vật thứ nhất đó là trong chóng. Nhân vật thứ hai đó là cái que để cắn trong chóng vào. Nhân vật thứ ba là quả bóng bay. Nhân vật thứ tư là cái chữ happy. Nhân vật thứ năm là chữ birthday. Nhân vật thứ sáu là cái nến. Nhân vật thứ bảy là mũ. Nhân vật thứ tám là pháo. Nhân vật thứ 9 là các ngôi sao. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo hình nền trước. Để theo làm được hình nền thì đầu tiên chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta sẽ nhấn chuột vào sân khấu, để chọn phông nền. Phông nền ở đây thì sẽ tự vẽ, chứ chúng ta không lấy phông nền có sẵn, bởi vì phông nền có sẵn thì các bạn có thể chọn như hôm trước thầy dạy rồi. Giờ chúng ta sẽ tạo. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ vector. Nào, chuyển chế độ vector. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ ba cái hình chữ nhật màu vàng cam ở phía dưới để tạo ra cái nền. Ta bấm vào đây, hình chữ nhật. Chọn màu cam. Màu gì cũng được, tức là ở đây thì chọn màu cam nhá. Xóa hết. Đấy. Đã đến 100% rồi, bây giờ thì chọn màu đặc này. Chọn độ dày này, của nét này. Ok, đây sẽ vẽ một cái ở trên, nó vẽ nhỏ thôi. Sau đấy chúng ta vẽ to dần. Chắc nó sát lên. Ok. Và cái hình cuối chúng ta vẽ to đúng rồi này. Đấy. Như vậy là chúng ta được một cái nhấn nền của tấm thiệp. Chú ý là ở chế độ vector thì chúng ta có thể thay đổi được kích thước của hình, nhưng mà ở chế độ bitmap thì các bạn sẽ không thể sửa được cái kích thước, mà chúng ta chỉ có thể sửa được màu. Xong. Được. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo trong chóng. Chúng ta sẽ tạo trong chóng này. Nhân vật chính là trong chóng thì chúng ta sẽ xóa cái con mèo đi. Ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn chuột tạo nhân vật mới bằng cách là nhấn vào vẽ. Ok. Bấm vào hóa trang rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào vector để biến thành vector. Ta vẽ cánh trong chóng. Chúng ta cũng vẽ hình chữ nhật. Màu cam.
Ta vẽ một hình chữ nhật. Rồi. Kích thước nhỏ lại một chút. Rồi. Chúng ta sẽ bấm vào nút đổi hình dạng, bấm vào đây. Kéo một góc hình chữ nhật vào đây cho nó biến thành hình hình thang. Tiếp chúng ta sẽ tạo bản sao. Nhấn nút vào tạo bản sao của cái này. Đó. Chúng ta kéo ra. Tiếp theo chúng ta xoay cánh thứ hai vuông góc với cánh thứ nhất vào vị trí thích hợp, xoay nào. Xoay chúng ta bấm vào đây. Xoay. Xoay cho nó vuông góc vào. Chiều vuông đúng không? Xoay lại cho vuông. Đặt vào. Bây giờ chúng ta đổi màu cánh thứ hai đi. Hoặc là chúng ta sẽ làm bốn cánh tiếp theo đúng không? Tạo bản sao. Xoay. Rồi kéo xuống. Kéo vào đây. Ok, tạo bản sao tiếp. Chúng ta lại xoay. Dựng lên. Như vậy chúng ta vẽ sắp hoàn thành cái trong chóng rồi. Ok. Sau khi hoàn thành xong thì chúng ta sẽ đổ màu. Chúng ta sẽ đổ màu bằng cái công cụ đổ màu. Giống như trong công vẽ đấy. Nó có công cụ đổ màu này. Ta đổi màu nhá. Màu này. Màu này. Ok, xin lỗi các bạn, đây màu hồng này. Đấy, ví dụ thế. Xong. Chúng ta đã xong phần trong trống. Để chuyển nó thành chế độ vector. Đối tượng chúng ta nhỏ lại. Rồi. Xong, nhân vật trong trống. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho trong nhóm quay này. Bây giờ làm nào để nó quay thì chúng ta sang kịch phần kịch bản. Để lập trình trong trong sóng quay sang phải 15 độ thì chúng ta sẽ làm cho nó xoay. Đây, mục các bạn vào mục chuyển động. Xoay, xoay đây là xoay sang phải, còn đây là xoay sang trái. À, ta có thể thay đổi số góc để cho nó quay một cách tùy ý. Tuy nhiên thì trong chóng sẽ quay khi chúng ta thực hiện cuối lệnh, như vậy chúng ta sẽ cho nó lặp. Đấy, chúng ta sẽ cho nó lặp mãi mãi. Cái việc quay này nó sẽ lặp liên tục đúng không ạ? Chuyển động, xoay phải. Chúng ta thử nhá. Bấm kích đúc ở đây xem nó quay không nào. Đấy. Đấy. Các bạn thấy nó quay chưa? Nhưng mà vì là các bạn biết vì sao nó quay này không ạ? Đấy. Các bạn vì nó quay như này là bởi vì là ở cái mục hóa trang ấy là các bạn chưa đổi tâm. Đấy, tâm cái con trong chóng này nó phải vào đúng vị trí trung tâm này này thì nó mới quay. Đấy. Đấy, thầy sẽ làm lại. Đó, các bạn thấy nó quay vị tâm chưa? Thế các để hiểu được các bạn hiểu được cái lệnh lặp lại mãi mãi là như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn như sau. Thì cái lệnh lặp mãi mãi này nó thay cho cái việc là chúng ta cứ kéo này, chúng ta lại kéo này, chúng ta lại kéo như này. Đây là mấy lần ạ? 4 lần thì nó sẽ xoay. Và cái việc mà chúng ta cứ kéo 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 vào như này hàng trăm lần đấy, thì thay vì việc chúng ta kéo để rất nhiều lệnh xoay 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 này thì chúng ta đưa nó vào việc lặp lại mãi mãi thì nó tự sẽ thực hiện một lệnh này và lặp đi lặp lại nhiều lần. Đấy, các bạn thấy nó xoay. Đấy chính là hoạt động của vòng lặp. Chúng ta dừng lại. Rồi chúng ta vẽ thêm cho nó cái cán. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta vẽ thêm cán cho cái nhân vật của chúng ta thì các bạn phải tách cái trong chóng quay này ra với cái cán chúng ta là cái cán đứng yên. Cho nên là các bạn không thể để như thế này được đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm nhân vật
đối tượng là cái que, cái cán trong chóng đấy ạ. Và chúng ta cũng làm tương tự. Xóa. Rồi, làm lại. Rồi, chúng ta vẽ một cái cán. Thế thôi, cán chúng ta chỉ cần vậy thôi. Lắp nó vào đây. Cái cán của chúng ta thì không phải chỉnh gì cả đúng không? Cán chúng ta chỉ có đổi tên nó thôi. Đối tượng 1 chúng ta đổi tên đối tượng 1. Tượng trong chóng chúng ta cho xoay. Được chưa? Còn nếu các bạn muốn cái cán này ra ngoài thì chúng ta sẽ chuyển lên trên, đưa ra phía trước, chúng ta vào mục địa bộ, đặt ra phía trước. Đấy là các bạn thấy là chúng ta đã hoàn thành cái trong chóng quay. Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Ở trong bài học tiếp theo thì sẽ dạy các bạn làm các đối tượng tiếp theo như là lúc nãy thầy đã giới thiệu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để giúp các bạn học tập tốt hơn. Kênh Thích Và Cách chúc các bạn thành công.